xin chào tất cả anh em nha. Đây có một chiếc xe gọi là Innova nè, anh trai mang bán lại nè, thì mình cũng mua lại và mình bán rẻ lại cho anh em luôn ha. Giá chỉ 149 triệu thôi, 149 triệu. Mình chạy xước mấy chỗ này, cái này là mình dặm cho anh em ha, chỉ có 149 triệu thôi. Em đăng lên trên mạng bán 149 đó anh. Anh em nhìn nè, nội thất ghế 7 chỗ ngồi nha nè, nội thất anh em nhìn thấy trần nè. Xe thì biển số 72 đã được ủy quyền rồi nha anh em, đời 2007 nha. Vỏ thì nó còn xài ok nha, mâm thì mâm đúc. Sàn nha, sàn được lót rồi. Hơi bệnh bảnh một chút xíu thôi. Sao gì? Không không, vô đi lấy đi, không sao đâu, không quay đụng đâu. Đây là cái xe Innova Z 140 mấy triệu. Máy thì còn được khoảng cỡ 70%. Phần đầu thì nó bị móp, chỗ này người ta làm lại thôi. Anh em nhìn thấy móp chỗ này thì móp cái này, đèn thì còn được. Xe này thì Toyota đăng kiểm thì tháng 8 năm 2023 nhé anh em. Xe đang nằm tại chung cư Tân Mai 900 quốc lộ 1A. Anh em nào ví dụ đang có nhu cầu thì cứ đến đây và xem cái xe này ha. Mình sẽ lên mình kích hoạt chút một chút xíu cho anh em xem ha. Nó là Innova Z nhá. Cũ cùi thì cùi, cho bảo hành cho anh em 1 tháng nha, để cho anh em an tâm mua thôi. Xe này có 2 dàn lạnh nha các bạn. Dàn lạnh trên nè. Dàn lạnh trên thì nó nằm đây nè. Cái lái nhẹ nhẹ. Màn hình này màn hình lớn luôn các bạn nè, màn hình này là không có xin nha. Anh em nào mua thì hãy liên hệ trực tiếp nhanh nha, số điện thoại 0777 5522 hoặc Zalo 0988111554 nha. Máy nè anh em nhìn được, không có bị đổ hơi gì đâu nha, máy còn rất là chuẩn nha anh em. Đây là một cái dòng taxi cho nên là đúng, nhưng mà được cái là chủ người ta làm cũng cũng vỏ trước còn đẹp em, dạ trước ra nhiều. Rồi, mua nhanh, hãy liên hệ gọi ngay cho Pháp Anh nha, gọi ngay cho công ty, số điện thoại 0777 5522.